Chào mọi người nhé. Hôm trước có mấy bạn nói là không thấy mình chiếu nhà mình đi mua đồ ăn bao giờ hay là đi siêu thị bao giờ. Hôm nay mình chiếu cho mọi người coi lần nhé. Mấy cái mua đồ ăn uống thì hầu như nhà ai cũng mua hết á, thành ra là mình cũng ngại không có chia sẻ, nó cũng bình thường thôi. Thì nhân tiện hôm nay mình có dịp đi chợ đó thì mình quay cho các bạn xem. Hôm nay là cái hộp bánh donut đủ các loại của Mỹ. À, cái gì? Dưa leo, tự nhiên quên cái tên Việt Nam, khổ ghê. Này là rau xà lách, này là bông cải xanh, hai túi. Đây là nấm mỡ. Nấm mỡ bên Việt Nam này bán cũng khá mắc ấy. Ở bên Việt Nam mình hầu như ít khi dám ăn cái nấm mỡ, nhưng mà bên này thì hầu như tuần nào đi mình cũng mua nấm mỡ để ăn hết. Nhà mình thích ăn nấm. Còn đây là hành lá. Ở chợ Mỹ nó cũng bán hành lá. Mấy cái này là mình mua bên chợ Mỹ hết nha các bạn. Này là phô mai chảy để cho anh bé nhà mình nó thích bỏ vô đồ ăn của nó. Tỏi này người ta lột vỏ sẵn. Da ua, mấy hộp da ua. Còn đây là hàu. Hàu này là người ta đã lột vỏ sẵn, người ta ngâm như vậy đó thôi. Bánh cookie. Này, nước chanh này nó có chua 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 ngọt ngọt, mình để vào tủ lạnh thôi là uống được rồi các bạn. Cái này gọi là lemonade. Còn mà lemon chút là cái nước chanh mà 100% chua, cho nên là tiếng Anh nó phân biệt ra vậy. Cái chữ này là nước chanh mà mình uống được, còn chữ chút là coi như cái nước mà nó chua lè luôn. Là thường người ta cũng để đóng trong chai, nhưng mà để nấu nướng hay là pha chế thôi chứ không có uống ngay được. Sữa tươi, phần nào cũng phải mua sữa tươi hết. Này là cái cà phê chồng mình mua này. Hai ly nước hồi nãy mua trong chỗ cái tiệm bánh donut. Một ly là trà xanh của mình, ly kia là cà phê sữa của chồng. Bên này là thịt heo cái phần thịt này nó mềm lắm các bạn. Còn đây là thịt heo ba rọi. Đây là sườn heo mình mua hai tảng luôn, một tảng hai tảng. Đây là thịt viên kiểu Ý, gia vị kiểu Ý, thay chồng mình thích ăn, người Mỹ người ta thích ăn này. Đây là lại một miếng thịt heo mà cái loại mà nó siêu mềm á, ăn ngon lắm các bạn. Cắt ra để xào lên ăn hoặc là nướng lên ăn cũng ngon. Đây là thịt bò phi lê. Đây là đùi gà góc tư. Người Mỹ người ta thích ăn đùi gà góc tư mà nướng lắm các bạn. Đây là đùi gà góc tư, đây đùi gà góc tư. Đây là cánh gà. Người Việt Nam thì thích ăn cánh gà chiên. Đây là sườn heo mà cái loại tảng mà để cho người Mỹ người ta làm món thịt sườn heo xông khói. Đây là thịt heo pork chop. Là thịt heo luôn đó mà người ta sắt lát lát ra để giống như là cốt lết đó các bạn, để nướng lên ăn. Nó cũng mềm mềm chứ nó không có dai. Đây là cá hồi hai vỉ. Đây là cá ngừ cũng hai vỉ luôn. Đây là thịt heo xay 4 vỉ. Thịt heo xay chỗ này làm mua về nấu món gì nó cũng dễ, nên làm chả giò cũng mua này ăn. Này là thịt bò xay mà người ta ép lại thành miếng miếng như thế này để làm nướng lên xong rồi ăn với hamburger. Đây là thịt heo mà xông khói. Hôm nay thì mình mua ít rau thôi bởi vì là nhà mình còn nhiều rau quá. Này gọi là gì? Đậu bắp. Chuối nhà mình cũng còn cho nên hôm nay mua ít chuối thôi. Này là cồi điệp là loại siêu siêu to này, cái hột cái cùi nó to ấy. Rồi ba cái bắp. Đó là tất cả những thứ mà hôm nay gia đình mình. Thì tổng cộng những cái mình mua mà không kể bánh donut với thì là nó khoảng 350 đô. Còn trứng gà thì dạo này nhà mình không có mua nữa bởi vì là trứng gà nhà mình gà nó đẻ mỗi ngày 4 cái trứng. Ăn không hết á, thỉnh thoảng phải để ra ngoài cổng bán. Người Mỹ người ta thích ăn 3 cái trứng gà organic cho nên là mình để ra đấy là người ta mua ngay à. Rồi cũng mà không được nhiều đâu, thỉnh thoảng mới có 2 vỉ là tức là 2-4 trứng để đem ra bán, thì cái tiền đấy thì lại để dành để mua đồ ăn cho con gà thôi, coi như là con gà nó phải tự làm việc để nó kiếm sống. Chào mọi người. Hôm nay mình nói về một chủ đề rất mới mà có một số bạn cũng
hỏi mình á, cho nên mình tập trung những cái câu hỏi là mình làm một cái chủ đề ngày hôm nay luôn. Đó là nghề đứng đường ở Mỹ, hoặc là gọi là khi mình đi ven đường Mỹ á, thì mình phát hiện những cái gì lạ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chủ đề này nhé. Các bạn thấy hồi này có một số bạn nói sao hồi này cái chán của mình á, nó sắp hói rồi á. Mà đúng đó các bạn, mình thấy nó hầu như là mỗi tháng nó mỗi hói luôn, nó nhanh lắm. Cái tuổi của mình gần 50, 45 rồi, cho nên là hói rụng tóc rất là nhanh luôn. Mình không hiểu tại sao luôn, nó dùng các loại thuốc rồi mà không có trị được. Cho nên là các bạn, nhiều bạn cứ nghĩ là cái chán của mình nó nhìn nó kỳ dị, thực sự đấy là dấu hiệu của tuổi già đó các bạn ơi. Ai già rồi nó cũng hói đi rồi, cái chán người ta nhìn nó không được đẹp như hồi còn tuổi trẻ đâu các bạn. Mình phải chấp nhận chuyện đó thôi, hoặc là phải đi cấy tóc, mà mình thì chắc mình không cấy đâu, cứ để kệ đó. Trời sinh sao để vậy, xấu rồi đành chấp nhận xấu vậy ha. Và các bạn nào chê thì mình cũng đành chịu thôi, chứ hồi xưa tóc của mình nhiều lắm mà bây giờ còn lại có vài cọng. Cái hồi mình chừng 30-35 tuổi trở xuống, tóc mình dày lắm. Mà cứ dần dần cái nó cứ rụng dần, cứ mỗi lần chải tóc nó ra cả nắm tóc, ở trên nó hói dần, hói hết luôn rồi các bạn. Mà bây giờ thì nó lại còn bạc nhiều, mình là phải nhuộm tóc, chứ không là đầu mình bạc trắng luôn á. Cái máu của mình nó giống, chắc giống bố mình hay sao á, tóc bạc trắng nhanh. Còn mẹ mình thì tóc nó đen lâu hơn, bây giờ 70 tuổi bắt đầu tóc đầu bà mới bắt đầu có nhiều sợi bạc, chứ hồi chừng 60 năm mấy tóc bà vẫn đen. Bây giờ mình quay lại cái chủ đề của ngày hôm nay nhé, là nghề đứng đường ở Mỹ. Ở bên Việt Nam mà nói về cái nghề đứng đường á, là thường các bạn nghĩ tới cái vấn đề là các cô gái đứng đường, đúng không? Cái nghề đó bên Việt Nam thì cũng không có được hợp pháp hóa đâu, nó cũng như là cái nghề bất hợp pháp. Thì ở bên Mỹ cái nghề đó cũng là nghề bất hợp pháp đó các bạn. Tuy nhiên có một nơi ấy, là ở bên bang Nevada thì họ cho cái nghề đó là nghề hợp pháp, nhưng không phải cái thị trấn nào ở bên bang đó cũng hợp pháp đâu các bạn. Chỉ có một số cái thị trấn mà có cái dân số khoảng 700.000 người trở xuống thôi thì mới được phép mở nhà thổ. Thì người ta kinh doanh cái ngành nghề nhạy cảm đó là mở nhà thổ, và các cô gái ở trong đó để phục vụ cái dịch vụ đó đó. Nhưng mà thực sự ra cái bang đó thì nó cũng rộng lớn, nhưng mà cũng chỉ, người ta thống kê thì cũng chỉ khoảng có vài cái nhà thổ hoạt động thôi các bạn ơi, chứ không nhiều. Còn tất cả những bang khác thì nghề đấy là bất hợp pháp, cho nên các bạn không có thấy cô gái nào đứng đường hết. Cái nghề thứ hai nó phổ biến hơn mà được hợp pháp hóa, cũng gọi là nghề đứng đường, đó là cái người mà đi cầm cái bảng quảng cáo á, cho một cái cơ sở kinh doanh hay là dịch vụ nào đó. Ở thường họ đứng ở cái chỗ ngã tư đường á, cái chỗ đông người qua lại á, họ cầm cái bảng đó để nhằm thu hút khách, người đi qua lại á, thu hút vào cái sản phẩm đó hoặc là cái cơ sở kinh doanh đó. Thì cái nghề đấy được hợp pháp hóa và được trả theo giờ các bạn ạ. Lương tối thiểu giờ trung bình khoảng 10 đô một giờ, có nơi 11-12 đô. Đấy thì tính ra là cứ tính theo giờ thì nếu mà ngày nào họ cũng đứng vài tiếng thì cứ tháng cũng kiếm được nhiều các bạn. Cái nghề đấy thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cái đứng ở ngoài thời tiết nhiều khi nó khắc nghiệt đó, thì nó cũng mệt đó. Nghề đấy thì không được ngồi, toàn đứng thôi. Cái nghề nữa cũng gọi là nghề đứng đường, đó là nghề ăn xin. Nghề ăn xin ở bên Mỹ thì thường tập trung vào những người là người lười lao động đó các bạn. Hoặc là họ là có tiền án, tiền sự này. Trong lý lịch tư pháp của họ đã có vết hoen, vết ố rồi đấy. Cho nên là họ rất là khó kiếm việc làm. Cho nên là họ phải kiếm sống bằng cách đó. Nhưng mà thường những người mà thu nhập không cao hoặc là người thất nghiệp đó, thì nhà nước cũng có hỗ trợ đó các bạn. Tuy nhiên là họ có muốn kiếm thêm để phục vụ những cái nhu cầu riêng, ví dụ như là hút chích ma túy này, rồi rượu chè, hoặc là hút thuốc á, thì những nhiều, hoặc là ăn nhậu chơi bời á, thì hoặc là gái gú á, thì những cái đó thì nhà nước không có trợ cấp đâu các bạn, cho nên họ muốn kiếm thêm và họ đứng đường để xin ăn là như vậy, xin tiền chứ.
thường thì họ chỉ muốn xin tiền thôi, chứ thật sự xin ăn thì họ không cần đâu, bởi vì nhà nước cũng lo cái miếng ăn cho họ rồi và lo cả cái chỗ ở cho họ nữa. Và họ chọn là cái nghề đứng đường đấy là do họ lựa chọn thôi các bạn. Nhà nước cũng có hỗ trợ cho nhà ở nữa, nhưng mà họ chọn cái con đường là vô gia cư là cũng do họ lựa chọn mà thôi. Cái nghề thứ ba nữa cũng gọi là nghề đứng đường. Đó là cái nghề gì? Đó là cái nghề mà thường xuất hiện ở những người Mexico đó các bạn. Người nhập cư qua bên Mỹ, hợp pháp hoặc là bất hợp pháp. Lao động phổ thông đó các bạn. Thường họ không có việc làm hoặc là thỉnh thoảng có việc làm không ổn định. Thì họ thường tập trung một nhóm với nhau ở một cái khu phố nào đó hoặc là khu chợ nào đó. Hằng ngày họ tập trung tới đó để có ai mà có cần ở nhà giúp việc gì, làm việc gì á, thì gọi họ về để làm cho, để trả công cho họ theo giờ. Đấy là cũng gọi là nghề đứng đường. Như vậy là ở bên Mỹ thì có 4 nghề người ta gọi là nghề đứng đường nữa các bạn. Nó cũng hơi hơi khác với bên Việt Nam. Bên Việt Nam cứ nói nghề đứng đường cái là nghĩ tới các cô gái đứng đường. Thế thì mình xin chia sẻ như vậy cho mọi người biết thêm thông tin về cái cuộc sống ở bên Mỹ nó là như vậy nhé. Mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.